Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn công thức cắt may bộ đồ mặc nhà. Mình có số đo áo như sau: dài áo 58, vòng ngực 88, vòng eo 72, vòng mông 90, hạ eo 36, vòng nách 34, hạ đính ngực 24, chườm vai 2 cm, dài tay 20, cửa tay 26. Và số đo quần như sau: dài quần 90, vòng eo 74, vòng mông 90, hạ gối 49, vòng gối 36, vòng lai 30. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần thiết kế. Thì đầu tiên chúng ta sẽ kiểm một đường thẳng dọc và một đường thẳng ngang cách biên giấy một khoảng trống. Tiếp theo chúng ta sẽ tính dài quần thì bằng số đo của mình ở đây là 90 cm. Chúng ta đánh dấu và chúng ta kiểm một đường ngang vuông góc. Tiếp theo chúng ta tính hạ đáy thì bằng vòng mông chia 4 và cộng cho 2. Vòng mông của mình là 90 chia 4 được 22,5 và cộng cho 2 là bằng 24,5. Tiếp theo chúng ta tính hạ gối thì bằng số đo hạ gối của mình ở đây là 49 cm. Chúng ta cùng kiểm một đường ngang vuông góc. Bây giờ chúng ta tính ngang đáy thì bằng vòng mông chia 4 và cộng cho 3 cm. Vòng mông của mình là 90 chia 4 thì được 22,5 và cộng cho 3 thì bằng 25,5. Từ điểm ngang đáy chúng ta lấy vào là 3 cm. Chúng ta đặt thước vuông góc với các đường ngang. Chúng ta lấy dấu tại điểm này. Và từ cái điểm mới vừa là dấu này chúng ta lấy vào là 1 cm là ngã đáy. Sau đó chúng ta nối hai điểm này lại với nhau. Từ đường ngang đáy chúng ta lấy lên là 8 cm. Sau đó chúng ta nối hai điểm này lại với nhau. Ta chia hai đoạn thẳng này ra. Chúng ta nối xéo góc lên. Và chúng ta chia làm hai đoạn thẳng này ra. Sau đó chúng ta đánh cong vòng đáy. Mình dùng bút mực mình đồ đậm lại một chút cho các bạn được thấy rõ. Chúng ta tính ngang eo thì bằng vòng eo chia 4 và cộng cho 3 cm. Vòng eo của mình là 72 chia 4 thì được 18 và cộng cho 3 nữa là 21 cm. Đoạn ngang đáy chúng ta chia làm hai phần bằng nhau. Sau đó chúng ta kỹ đường chính trung. Vòng gối bằng số đo chia cho 2 và trừ cho 1. Vòng gối của mình là 36 chia 2 là 18 và trừ cho 1 là 17. Vậy thì từ đường chính trung ta lấy ra mỗi bên là 8,5 cm. Ngang lai thì bằng vòng lai chia 2 và trừ cho 1. Vòng lai của mình 30 chia 2 là 15 và trừ 1 còn là 14.
Sau đó chúng ta nối các điểm này lại với nhau. Ta nối hai điểm đi lại với nhau luôn. Vị trí này ta giảm vào là 3 ly. Ta đánh cong đoạn này vào 5 ly. Và đoạn sườn này chúng ta cũng đánh cong đều. Ta giảm đáy xuống 1 sân. Sau đó chúng ta vị đường ngang eo. Thì bây giờ mình sẽ không chừa đường mi để cho các bạn được thấy rõ. Mình sẽ cắt ra. Và chúng ta sẽ tiến hành là thiết kế thân sau. Thì chúng ta còn vẽ một đường ngang và một đường dọc cách biên giới một khoảng trống. Sau đó chúng ta đặt thân trước lên đường chính trung của thân trước và đường dọc ở trên tờ giấy song song với nhau. Sau đó chúng ta sẽ lấy dấu các đường ngang. Chúng ta chỉnh đường chính trung và đường thẳng dọc. Lúc đầu tiên mình vẽ thì hai đường này nó phải song song và bằng nhau. Mình kiểm tra ở đây là 12,5 thì dưới này cũng 12,5. Sau đó từ điểm đầu lai chúng ta lấy ra 2 sân. Từ điểm gối chúng ta cũng lấy ra 2 sân. Từ đường ngang đáy của thân trước chúng ta sẽ lấy xuống là 1,2 sân. Chúng ta lấy dấu điểm đáy của thân trước sang thân sau. Chúng ta lấy dấu điểm đáy của thân trước sang thân sau. Bây giờ chúng ta sẽ nối hai điểm này lại.
và mình sang nhấu đường sườn của thân trước sang thân sau luôn. Chúng ta bỏ cái thân trước ra và mình vỉ lại đường ngang. Đường này là đường ngang đáy của thân sau này. Đường này là đường ngang gối. Và đường này là đường ngang lai. Từ điểm này chúng ta sẽ lấy ra theo công thức là 1 phần 10 vòng mông trừ cho 1. Mông của mình là 90, chia cho 10 là được 9. Và trừ bớt cho 1 xăng là chúng ta sẽ còn lại là 8 xăng. Chúng ta nối hai điểm này lại với nhau. Chúng ta đánh cong vào. Từ điểm này chúng ta lấy ra là 1,5 xăng. Sau đó chúng ta vỉ lại đường sườn và chúng ta được đường sườn thân sau. Bây giờ mình xóa đi cái đường sườn của thân, mình sẽ xóa đi cái đường sườn cũ của thân trước. Từ đường ngang này chúng ta sẽ lấy lên 2 xăng. Và mình sẽ kẻ ngang một đoạn. Bây giờ mình sẽ tính tới ngang eo. Ngang eo thì bằng vòng eo chia 4 và cộng cho 3. Vòng eo của mình là 72, chia cho 4 thì được là 18 và cộng cho 3 là 21. Sau đó chúng ta nối hai điểm này lại với nhau. Và mình cũng nối hai điểm này lại với nhau luôn. Từ đường ngang đáy thân sau chúng ta lấy lên là 8 xăng. Đoạn thẳng này chúng ta chia ra làm hai phần bằng nhau. Đoạn thẳng này chúng ta chia ra làm hai phần bằng nhau. Và mình sẽ nối xéo góc. Tiếp tục mình chia đoạn thẳng này ra làm hai phần. Và mình đánh cong vòng đáy. Đi qua điểm giữa của đoạn thẳng này. Chúng ta chia đoạn thẳng này ra làm hai thì chúng ta sẽ được là đường chính trung. Hạt cơ thở từ vị trí này chúng ta lấy ra 1 xăng thì chúng ta cũng được đường chính trung. Đây là đường chính trung của thân sau. Lưng 3 xăng và lai 3 xăng. Sườn trong 1,5 xăng. Sườn ngồi 1,5 xăng. Vòng đáy thì 1 xăng. Bây giờ mình sẽ cho đường mây trên thân trước luôn. Thì vòng đáy chúng ta cũng cho là 1 xăng. Sườn ngồi 1,5 xăng, sườn trong 1,5 xăng và lai cũng 3 xăng.
Tại vì thân trước lúc nãy là mình để cho các bạn được nhìn thấy rõ, cho nên mình không có cho thêm đường may. Bây giờ mình sẽ lấy dấu đường may. Các bạn chú ý là ở vị trí like, chúng ta phải cho đuôi cá vào. Đến lúc các bạn may like, các bạn gập lên là nó sẽ bị thiếu. Và mình may cái like nó sẽ bị nhân vạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy cho mình một like và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Xin cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn.